An ninh Long An. Chuyên mục An ninh Long An. Chuyên mục An ninh Long An xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục kỳ này, mời các đồng chí và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Công an tỉnh tổng kết công tác quý 1 năm 2016, hoạt động của ngành công an tỉnh Long An. Phần còn lại của chuyên mục, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự Lực lượng tham mưu Công an Long An 70 năm xây dựng và trưởng thành. Thưa quý vị và các đồng chí, tại Công an huyện Cần Giuộc, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì hội nghị sơ kết công tác công an quý 1 năm 2016 và triển khai công tác bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong quý 1 năm 2016, Công an tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, qua đó tăng cường công tác đấu tranh xử lý hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng cấm, đẩy mạnh công tác tấn công tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm hoạt động ổ nhóm, gây rối đánh nhau, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ. Kết quả làm rõ trên 100 vụ xâm phạm trật tự xã hội, lập hồ sơ xử lý hơn 130 đối tượng, thu hồi tài sản gần 14 tỷ đồng, triệt xóa 183 tụ điểm cờ bạc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà công an các đơn vị địa phương đạt được trong quý 1 năm 2016. Đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra chốt chặn, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của tội phạm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao như mô hình camera giám sát an ninh trật tự tại địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc. Thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Công an tỉnh vừa xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bầu cử trên địa bàn tỉnh Long An. Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, triệt xóa các loại tội phạm, nhất là đối tượng trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm tăng cường công tác phối hợp tuần tra trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và địa bàn giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh. Các lực lượng điều tra tăng cường điều tra, khám phá các vụ án, lập hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Song song đó, các đơn vị chức năng, công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân cảnh giác, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản và tích cực tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Long An tổ chức hội thao kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Hội thao gồm 3 môn cờ tướng, chiến sĩ công an khỏe và môn cầu lông. Đối với môn cờ tướng, các vận động viên thi đấu tranh giải cá nhân và đồng đội. Qua một ngày thi đấu, kết quả giải nhất đồng đội thuộc về Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an huyện Châu Thành, giải nhì. Giải ba thuộc về trại tạm giam Công an tỉnh. Ở giải cá nhân, giải nhất thuộc về đồng chí Lê Tuấn Anh, trại tạm giam Công an tỉnh, giải nhì đồng chí Lê Trường An, Công an thành phố Tân An, đồng chí Nguyễn Xuân Du, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đạt giải ba. Qua hội thi, ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc thành lập đội tuyển cờ tướng Công an tỉnh Long An tham gia giải cờ tướng do Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Theo kế hoạch, môn cầu lông và chiến sĩ công an khỏe sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm 2016. Tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh công an nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2016. Cụm an ninh nhân dân vừa tổ chức giao lưu bóng chuyền và tennis giữa các cụm thi đua trong công an tỉnh. Tham gia giải bóng chuyền có 4 đội gồm cụm an ninh nhân dân, cụm cảnh sát nhân dân, cụm xây dựng lực lượng và công an thành phố Tân An.
Thể thức thi đấu mỗi đội có 12 vận động viên, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Sau các trận tranh tài, đội bóng chuyền cụm Cảnh sát Nhân dân xuất sắc đạt giải nhất, Công an thành phố Tân An giải nhì, cụm Xây dựng Lực lượng giải ba. Riêng môn quần vợt có 8 vận động viên tham gia. Ra đời trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tổ chức dân phòng công an phục vụ đắc lực trong công tác lãnh đạo, công tác đấu tranh, diệt ác phá kềm. Hưởng ứng nhiệt liệt lời hiệu triệu toàn quốc kháng chiến, trải qua 70 năm xây dựng trưởng thành, lực lượng tham mưu công an tỉnh Long An khẳng định những đóng góp to lớn của mình trong toàn bộ các mặt hoạt động công tác công an. Mỗi thành tích, chiến công của lực lượng công an đều có phần đóng góp và trách nhiệm to lớn của công tác tham mưu. Tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu 18 tháng 4 năm 1946, 18 tháng 4 năm 2016, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi bài viết Lực lượng tham mưu Công an Long An 70 năm xây dựng và trưởng thành. Ngày 18 tháng 4 năm 1946, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 121 trên ND quy định về tổ chức Việt Nam Công an vụ, tổ chức dân phòng chính thức thành lập. Cũng vào thời gian này, quốc gia tự vệ cuộc Tân An, chợ lớn được thành lập, trong đó có bộ phận dân phòng. Sự kiện này là một bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự ra đời của lực lượng tham mưu công an tỉnh Long An. Trong mỗi giai đoạn lịch sử với những tên gọi khác nhau như dân phòng, nghiên cứu tổng hợp, tham mưu tổng hợp, và nay là phòng tham mưu công an tỉnh Long An, lực lượng này đóng góp rất lớn vào công cuộc đấu tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Ngày nay, lực lượng tham mưu công an tỉnh lại ra sức phấn đấu, phục vụ tốt cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, góp phần đắc lực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong giai đoạn đất nước ta đổi mới, đòi hỏi lực lượng tham mưu các cấp trong ngành công an ngày càng lớn mạnh nhằm kịp thời phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Nối tiếp các thế hệ cha anh đi trước, cán bộ chiến sĩ trẻ trong lực lượng tham mưu lại ra sức học tập, trau dồi kiến thức và phẩm chất đạo đức, phục vụ tốt công tác tham mưu, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh. Lực lượng tham mưu Công an tỉnh làm tốt chức năng thường trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo sát sao công tác ứng trực, đảm bảo phục vụ công tác lãnh đạo chỉ huy, làm tốt chức năng thông tin liên lạc cơ yếu, văn thư trực ban, thẩm định văn bản, cải cách hành chính, tư pháp, phục vụ cho sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, đảm bảo thông tin thông suốt cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học nghiệp vụ với hàng chục đề tài khoa học cấp cơ sở, tổng kết các chuyên án chuyên đề công tác, phục vụ tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống. Qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng tham mưu Công an tỉnh Long An được Đảng, Nhà nước và ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, 5 năm liền được Bộ Công an tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc cấp cơ sở, được Ủy ban Nhân dân và Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen, đồng thời chi bộ, đảng bộ nhiều năm liền được công nhận là chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Có thể nói, với sức trẻ nhiệt tình trong công tác, lại được đào tạo chính quy, lực lượng cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu giờ đây có đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ của đảng và ngành giao phó. Phía sau những thành tích nổi bật của lực lượng công an các cấp là những chiến công thầm lặng của lực lượng tham mưu. Ngành công an có 71 tuổi đời thì lực lượng tham mưu đã 70 năm xây dựng và trưởng thành. Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng tham mưu công an cả nước, lực lượng tham mưu công an tỉnh Long An kế thừa và phát huy sáng tạo truyền thống dễ dàng của thế hệ tham mưu công an nhân dân. Để hôm nay, phòng tham mưu công an tỉnh thực sự xứng đáng là vai trò trung tâm tham mưu chỉ đạo điều hành của lãnh đạo công an các cấp trong tỉnh. Chương mục An ninh Long An đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.